Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáu TV và tiếp tục cập nhật cái thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc của chị Kim Hà cũng như là tập đoàn Xà Lan. Thì trong một thời gian im ắng rất là lâu, thì ngày hôm tối hôm qua đó, thì cô Bí Ẩn có xuất hiện để đăng tải những cái thông tin, chia sẻ cái thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc của tập đoàn Xà Lan. Thì cái vụ việc này bắt đầu nóng trở lại đó, nghe đâu á là buổi sáng ngày hôm nay á, đó là cái Xà Lan phía bên kia là không có chạy. Không biết là ở đây là đã nghe được cái tình hình gì đó bất ổn về cái vụ việc này mà phải dừng lại để về già gặp mặt nhau ở gia đình hay không. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là trong vòng 2 tháng nay thì mọi người cứ thử nghĩ xem đi, họ có nghĩ rằng là chắc là vụ này chìm xuồng rồi, gia đình chị Hà là bỏ cuộc rồi. Nhưng mà vì cái lý do nào đó mà cô Bí Ẩn đã thông tin cho chúng ta biết được rằng là đơn đã chuyển lên Cần Thơ rồi, và còn không còn ở Thốt Nốt nữa, không còn ở cái nơi mà phường xã nữa, thì không biết là cái bên tập đoàn Xà Lan đó họ có lo sợ cái điều gì hay không. Mà điệp viên của em có nói rằng là thấy gì mười về, thấy gì mười về. Mà một cái Xà Lan ở đây là đang đi 2-3 người thì em nói mọi người là gì mười về rồi thì chắc là cũng nghỉ thôi. Đó, em không biết ở đây là cái lý do gì đó mà cái vụ việc này bắt đầu lại nóng lên. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng là cái chị Kim Hà ra đi á, nó không phải là chỉ gia đình chị Kim Hà là bức xúc đâu, mà người dân người ta cũng bức xúc ở đây là tại sao mà có thể nằm ở giữa sông tận 12 ngày mà cái anh chồng này anh lại không hề có cái vẻ đau xót, đau buồn, thương cho chị Kim Hà. Khi mà chị Hà nổi lên thì đúng ra là người ta phải vui mừng lắm, cảm ơn cái người mà họ đã cào móc được vợ mình, thì anh lại có cái thái độ hoàn toàn ngược lại, không vui, trách móc và đánh luôn Xà Lan đi ngay trong lúc đó. Mà em nói với tất cả mọi người á là cô Bí Ẩn có chia sẻ với tất cả chúng ta một cái thông tin rằng là bên Cần Thơ bây giờ đang làm và gia đình cũng không có tiết lộ bất cứ một cái thông tin nào ra bên ngoài cả. Thì em nói với mọi người rằng là chắc chắn là gia đình bên chị Kim Hà đã nhận được một cái thông tin nào đó rồi, nhưng mà không có chia sẻ. Bởi vì nếu như mà nó chỉ đơn giản là bên đó nhận được đơn thì cô Bí Ẩn có lẽ đã không chia sẻ đâu. Em nói với mọi người là cái việc mà gia đình của chị Kim Hà đã liên hệ với anh em để chia sẻ với mọi người rằng là cái vụ việc này chắc chắn nó sẽ có kết quả. Và cô Bí Ẩn cũng có nói rằng là sẽ không từ bỏ với bất cứ lý do gì. Bởi vì có nói rằng ở đây là cô Bí Ẩn có nói rằng là không tin là chị Hà nhảy sông. Đấy là tự vẫn, bởi vì cái lý do đây là 1 triệu. Bây giờ em nói với tất cả mọi người rằng cái lý do ở đây là đang đậu ở trong bờ, 3-4 chiếc xà lan đậu chung, mà anh lại phải đánh xà lan ra giữa sông để đậu. Mà cái mục đích của anh ra đấy đậu để làm cái gì chúng ta không biết. Mà chúng ta chỉ có biết là anh đánh xà lan ra giữa sông đó, rồi chị Hà nhảy cái hì một cái, nhảy đúng cái đuôi của xà lan, thì chị Hà đã trôi đi 40 mét. Nhưng mà khi chị Hà nổi lên thì nổi lên ở đúng cái chỗ đấy. Thì em hỏi tất cả mọi người rằng ở đây cái vụ việc này thì tại sao mà mọi người lại có cái niềm tin rằng nó sẽ sáng tỏ. Bởi vì là em chỉ nói mọi người rằng là từ trước đến nay đã có cái vụ việc nào mà ở giữa sông mà không trôi đi đâu mà đứng im ở đó chưa. Bây giờ em nói mọi người chúng ta thử vứt một cái gì đó xuống giữa sông coi, quý vị xem nó có trôi đi hay không. Bởi vì cái dòng sông nó chảy rất là mạnh. Em nói mọi người là nó chảy rất là mạnh, nhưng mà không biết vì cái lý do gì đó mà chị Kim Hà lại không bị trôi đi. Thì có lẽ là vì cái hì 200 kg đó đã giữ chị Hà ở dưới đó suốt 12 ngày. Và em nói với tất cả mọi người rằng nếu như mà hôm đấy mà không có cào có móc gì được thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là chị Kim Hà ở đâu. Thì chúng ta vẫn cứ nghe theo dì Mười, anh Tuấn là nó báo mộng ở cái đống trà này, nó báo mộng ở cái đám lục bình kia, rồi cái vụ việc này nó cũng đi vào kết thúc bởi vì có tìm được dấu, đúng không? Rồi đến ngày hôm nay khi mà cô Bí Ẩn có lên tiếng rằng ấy là cái vụ việc này gần có kết quả và đã chuyển đơn lên Cần Thơ rồi. Và tất cả mọi người cứ yên tâm, bởi vì là cái vụ việc này gia đình cũng không có bỏ cuộc đâu. Bởi vì là em nói mọi người là trong một thời gian dài thì nhiều người cũng nói với em rằng ấy là chắc là bên phía chị Hà là bỏ cuộc rồi, không có điều tra nữa. Đó, bên anh này là thế mạnh quá, nhiều tiền quá, gì năm là tỷ tỷ không à. Chị em mới nói với tất cả mọi người là ở đây trong cái vụ việc chúng ta ai cũng biết là chị Kim Hà rất là giỏi trong cái việc là làm ăn. Chính dì Năm còn khuyên chị Hà là bỏ anh Tuấn đi. Vậy mà khi mọi người hỏi anh Tuấn em là hai vợ chồng kia ly dị, anh Tuấn bảo không, hai vợ chồng thương yêu nhau lắm. Có nghĩa là tất cả những câu nói của anh Tuấn đều không thật. Từ những cái việc là hai vợ chồng hạnh phúc, không có chuyện ly hôn, rồi là chị Hà là thương anh Tuấn lắm. Chị em nói với tất cả mọi người là cái bằng chứng thì còn đây, đúng không? Những cái video mà chúng ta nghe được
là nếu chuyến đi này có mệnh hệ gì thì anh phải hoàn toàn trách nhiệm. Rồi là cái đơn ly hôn anh còn nói với mọi người rằng anh còn ký vào cái đơn đấy là nếu như mà anh mà tái diễn bồ bịch ăn chơi nữa thì sẽ ký vào đơn ly hôn và tài sản để cho các con. Thì những cái đấy là những cái bằng chứng chúng ta thấy được rằng là ở cái con người của anh là nó không thật. Tất cả những cái gì anh nói nó đã xảy ra rồi nhưng mà vẫn không thật. Bởi vì sao? Bởi vì chính mẹ của chị Hà còn nói rằng là biết cả tên cái bồ nhí của anh Tuấn đó, còn biết anh là có đứa bồ nhí tên là gì nhưng mà anh không nhận. Anh nói là anh không có bồ nhí. Rồi đến cái việc mà em nói với tất cả mọi người rằng ấy, khi mà chị Kim Hà nhảy sông thì anh Tuấn lại nói rằng là anh chị Hà té xà lan. Bây giờ em nói với mọi người ấy, cái câu té xà lan ấy là té xuống rồi chìm luôn ở đó, và dành cho cái người không biết bơi. Nhưng mà chị Hà thì lại là cái người bơi rất giỏi, té xuống đó vẫn trôi được 40 mét, mà còn quay mặt cười với anh Tuấn nữa. Nhưng mà chúng ta ai cũng biết là hai vợ chồng đang xích mích cãi nhau, làm sao mà chị Hà cười với anh Tuấn được. Còn chưa kể là tuy hai vợ chồng xích mích nhưng mà chị Hà lại có nồng độ cồn. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người, cái nồng độ cồn của chị Hà đó nó có ở đâu ra, đúng không? Chị Hà không thể nào mà uống bia uống rượu với anh Tuấn được. Nhưng mà dì Năm có nói rằng là lúc lên xà lan ấy là vẫn thấy một cái ly bia còn uống dở. Còn anh Tuấn, anh ấy nói rằng là lúc mà chị Hà nhảy sông ấy thì anh có thấy anh còn một cái nửa ly bia và anh đã uống hết. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người là còn một cái ly bia mà còn dở đó là của ai? Đó, em thì em mới nói mọi người, em nghi á, em nghi là phải cái ly đó là phải có một trong hai người, đó chính là dì Mười với Dượng Mười. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như dì Mười với Dượng Mười mà không liên quan gì đến anh Tuấn với chị Hà thì không bao giờ dì Mười với Dượng Mười lại phải nói là báo mộng làm gì cả. Bởi vì sao? Em nói mọi người nhá, tại sao dì Mười có nói rằng là đi kiếm chị Hà trong suốt 12 ngày không ăn không ngủ? Cái mục đích của dì đi kiếm chị Hà để làm gì? Là sợ người ta phát hiện. Cứ ai đến xà lan là bắt đầu dì với Dượng là bắt đầu là bảo người ta đi kiếm ở chỗ khác. Thì đó là cái lý do gì mà dì Mười lại phải nói dối là báo mộng. Mà trong khi đó nếu báo mộng cho ai em không nói, mà đi báo mộng cho mẹ anh Tuấn, cho em của mẹ anh Tuấn, rồi cho cháu của mẹ anh Tuấn, rồi báo mộng cho ông chú đi xà lan ở Bến Tre. Em nói mọi người là toàn cái chuyện hoang tưởng mà dì Mười lại nói ra được. Không biết là bây giờ dì Mười có xem lại những video này hay không, để mà ngày hôm nay dì Mười lại phải về nhà họp gấp. Em nói mọi người là chắc chắn là sau khi mà cái thông tin này được chia sẻ lên thì dì Mười với Dượng Mười cũng tái mặt. Bởi vì bọn em phân tích là nó quá đúng. Nó làm gì có chuyện mà Dượng Mười báo mộng là nó nằm ở cái bè mà có đuôi cá, nó có cái nhà vệ sinh cũ ở cách đây 4 mét. Em nói mọi người là tả rất rõ và chính xác. Nhưng mà ngược lại là chị Kim Hà đã nổi lên ở đâu? Nói một đằng, nổi lên một nẻo. Thì chúng ta biết rồi. Đó, em nói mọi người là cái vụ việc của chị Kim Hà thì cô biển có nói rất là rõ là sẽ không có dừng lại và sẽ tiếp tục theo câu chuyện này. Và gia đình thì cũng có nói rằng là sẽ không cung cấp thông tin ra bên ngoài, bởi vì bây giờ cơ quan chức năng họ đang điều tra. Em nói mọi người á, đến khi nào mà Cần Thơ điều tra xong thì lúc đấy chúng ta mới biết cái kết quả là nó như thế nào. Bởi vì sao? Có thể là trong vòng 7 tháng qua thì cái bộ phận mà tiếp nhận thông tin hồ sơ của chị Kim Hà là nó ở Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, chứ chắc là phải Cần Thơ. Nên là bây giờ gia đình đã chuyển đến Cần Thơ vì không đồng ý mà. Gia đình cảm thấy là không hài lòng có thể đi đến tận bộ luôn. Thế là yêu cầu của gia đình, còn tin tưởng thì gia đình cứ đi đến đâu mà gia đình mong muốn. Thì em nói mọi người lên Cần Thơ xong thì nghe đâu cô biển nói là bên PC02 á điều tra. Thì em nói mọi người là họ điều tra thì họ sẽ nghe những cái thông tin từ bên gia đình. Luật sư của bên cô biển sẽ nói ra những cái điều mà gia đình nghi ngờ. Cái thứ nhất là có ai mà nhảy xuống sông, chìm ở dưới sông, đúng chỗ đó không trôi đâu suốt 12 ngày hay không? Mà tại sao khi mà cào móc mới nổi lên mà nổi lên đúng chỗ chìm? Đó, cái điều đó là đã là cái điều là lạ rồi nha. Cái thứ hai, anh Vũ có nói rằng là nổi lên mổ khám tử thi thì không có nước ở trong phổi, không có nước trong bụng. Nó lại trái ngược với những cái gì mà người gặp nước người ta hay có là phải trào nước ra. Đó, rồi cái điều tiếp theo đó chính là cái vấn đề mà nghi vấn của tập đoàn Xà Lan. Tại sao khi chị Hà mới mất, anh này không gọi cho bên gia đình của chị Hà mà lại gọi cho dòng họ của anh Tuấn là có mặt đầy đủ trên xà lan để cùng nhau cưa két sắt? Em nói mọi người là bây giờ thì nói là Dượng Mười với gì với anh Tuấn phá két sắt, nhưng mà chúng ta đâu có biết được là trong đó có thể là cả dòng họ chứng kiến thì sao. Và cái tiền ở trong đó, em nói mọi người là giờ có 10 tỷ trong đó, chúng ta không biết được. Chứ bây giờ em nói mọi người là chị Hà mua két sắt ở trong xà lan mà bây giờ vàng không có, tiền thì có 13 triệu, mà 13 triệu thì còn chưa đủ tiền dâu. Thì em hỏi tất cả mọi người là anh Tuấn với chị Hà lấy đâu cái chi phí vận hành, tiền ở đâu ra?
Mà trong khi đó chị Hà đã tích cóp bao nhiêu năm, 2 năm nay mà lại không có nổi 100 triệu. Thì em hỏi tất cả mọi người là tiền đâu lấy hàng? Người ta đâu có đi xà lan, đâu phải là chỉ để chở mướn. Tới lúc người ta phải lấy hàng, nhập hàng, người ta phải làm nó nhiều cái việc mà cần đến tiền. Chị em nói tất cả mọi người từ lúc chị Kim Hà ta đi, chúng ta thấy không? Anh Tuấn Anh bảo là anh buồn lắm. À, chị Hà mới mất 2-3 ngày à, anh đi cạo đầu. Em nói là anh buồn quá anh cạo đầu. Đến lúc mà tìm được xác vợ anh thì anh không hề anh lo làm tang lễ cho vợ anh, mà anh lại lo bảo ông Dượng 9 là cùng với ông Dượng 10 kè xà lan đi vô bờ đậu, bởi vì sợ đậu ở đó thì nó quay lại nó nổi lên đúng chỗ chìm, đúng không? Rồi tiếp theo trong cái vụ việc này em nói với tất cả mọi người rằng ấy, là cái xà lan bây giờ đang là cái màu xanh đó, đang là cái màu vàng, anh Tuấn lại sơn sang cái màu xanh. Thì em hỏi tất cả mọi người là cái lý do nào mà anh phải thay đổi màu sắc, thì người nhà lại bảo là chắc nó đổi phong thủy. Thế bây giờ em nói với tất cả mọi người đó, liệu là nó có cái vết chầy xước gì đó va phải ở trong đó, anh xóa dấu vết không? Chúng ta có quyền nghi ngờ, bởi vì vụ án đang điều tra mà anh lại thay đổi màu sơn đó. Rồi là Dượng 10 với dì 10 có cái mục đích gì? Tại sao từ cái lúc mà chị Hà ra đi, Dượng 10 dì 10 là báo mộng liên tục, mà toàn nhắc cái câu báo mộng là toàn là người thân trong gia đình. Chính Dượng 10 còn nói là bảo ấy, là Kim Linh ấy bảo anh em ấy là đừng có cào ở đó, mẹ con báo mộng là nằm ở cái đống trà như kìa. Thế là em nói mọi người là cái nguyên nhân kéo dài 12 ngày cũng chỉ là do Dượng 10 với dì 10 đã bày mưu tính kế ra cái chiều báo mộng thì nó mới kéo dài như vậy. Chứ nếu mà em nói mọi người người ta đã cào ở chỗ đó từ đầu thì đã kiếm rồi, đã thấy rồi. Thế là dì 10 với Dượng 10 là phải nghĩ ra cái chiêu là cho anh em đi cào chỗ khác thật xa, đầu tư ra 5 triệu luôn để móc lục bình. Thì càng ngày cái xác nó càng rã ra thì làm sao tìm được nữa. Thế em nói tất cả mọi người nếu như cái ngày thứ 12 năm không tìm được, ngày thứ 13 không tìm được, đến ngày thứ 14 là không bao giờ tìm được nữa, bởi lúc đấy nó hết hơi rồi, nó không nổi lên được nữa, thì làm sao kiếm được? Lúc đấy bắt đầu là Dượng 10 với dì 10 có công lớn nhất. Đó, chính Dượng 10 là cái người thông báo cho anh Tuấn là nó nổi lên đúng chỗ chìm, ngang xà lan mình á. Vậy mà Dượng 10 lại đi kể cho người ta là nó nằm ở đống trà, nó nằm ở cái đám lục bần kia. Vậy mà Dượng 10 biết cái chỗ chìm sao Dượng 10 không báo? Tại sao Dượng 10 không bảo anh em là đi cào chỗ đó? Em nói mọi người có một cái thắc mắc rất lớn nữa. Có nghĩa là cái ngày thứ 12 đúng ra là Dượng 10 với dì 10 với anh Tuấn là cùng nhau đi kiếm xác chị Hà ở Đài Loan theo cái giấc mộng của Dượng 10. Nhưng mà ngày hôm đó là Dượng 10 đã biết được nếu như mà Dượng 10 đi thì bọn nó à, mấy ông kia là đến cào xà lan của mình, nó sẽ phát hiện. Thế là ông Dượng 10 ông đâu dám đi, ông ở nhà để ông trông coi. Khi mà anh em hô ở ngoài là nó nổi lên rồi, nổi lên rồi, mọi người ơi, nhà nổi lên rồi, là ông Dượng 10 ông thò đầu ra ông thấy, à, điện cho anh Tuấn liền. Tuấn ơi, nó nổi lên đúng chỗ chìm rồi, Tuấn ơi, nó phật lên rồi, nó phật, Tuấn trôi lần phần. Ai ăn kiệt tái mặt. Ủa Dượng 10 nó nổi lên hả? Nó nổi lên ngay xà lan mình hả? Nổi chứ có gì đâu mà ai nói nổi lên có gì đâu. Đúng, có gì đâu, có 12 ngày mới nổi lên đúng chỗ chìm, có đâu mà móc mới nổi, mà nổi đúng chỗ chìm thì có gì đâu. Cái điều đấy là điều lần thứ đầu tiên mà có gì đâu, trước giờ đâu có vụ được như vậy. Đó, nên em nói với tất cả mọi người rằng là cái thông điệp của ngày hôm nay cô Bí Ẩn có truyền tải rằng tất cả mọi người cứ yên tâm, tuy gia đình im lặng là để phục vụ phối hợp cho cơ quan chức năng họ điều tra, chứ không phải là cái vụ việc này nó chìm xuồng. Nên tất cả chúng ta cứ yên tâm và chờ đợi ha. Và em sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin mới nhất để cung cấp cho tất cả mọi người. Chào mọi người nha.